Để cải tiến phương pháp tìm kiếm tuần tự, chúng ta sẽ có một phương pháp tìm kiếm nhị phân. Thì tư tưởng của phương pháp tìm kiếm nhị phân là như này. Theo phương pháp chia để trị, tiếng Anh gọi là divide to conquer, tức là anh chia nhỏ ra để anh xem nó ở phía bên này hay bên trái hay bên phải. Thì cách như này, chia những cái mẫu tin trong sách tìm kiếm thành hai phần, xác định xem cái phần nào chứa cái khóa cần tìm kiếm. Sau việc chia đôi, việc tìm kiếm trên một nửa của mẫu tin được thực hiện tương tự như trong danh sách có thứ tự. Để tìm kiếm khóa ích trong một danh sách, một dãy, trước tiên ta phải so sánh cái khóa ích với cái khóa mẫu tin ở giữa danh sách. Nếu ích gì nhỏ hơn thì ta chỉ tìm ích gì trong bên trái. Nếu như ích mà lớn hơn phần tử ở giữa thì ta chỉ tìm danh sách đó trong bên phải. Như vậy là quá trình này lặp đi lặp lại cho đến khi mà chúng ta chỉ còn một danh sách gồm có hai phòng phần tử. Nội dung của thuật toán này tức là chúng ta đặt một cái phần tử first là bằng trừ 0 và phần tử last là phần tử cuối cùng, đây là trừ 1. Sau đó đến bước tiếp theo, ta cho giá trị tìm kiếm bằng trừ 1. Phao là một biến lưu trữ cái vị trí tìm kiếm xc trong mạng đó. Cái trường nào mà cái first mà nhỏ hơn last, tức là cái first là cái biến để trỏ cái vị trí ở bên trái, còn last là cái biến trỏ giữa phải, và phao bằng trừ 1 cho chưa tìm thấy, thì chúng ta lại lấy cái biến first cộng biến last chia đôi để tìm ra vị trí ở giữa. Và quá trình đó chúng ta sẽ lặp lại với tất cả các cái phía hoặc nửa bên trái hoặc nửa bên phải cho đến khi cho tìm thấy phần tử được xác định. Thì với cái đặc tả thuật toán này thì chúng ta có một cái thuật toán chính xác bằng trên C. Thì cách chuyển từ cái mô tả bài toán và kỹ thuật này chuyển sang cái bài toán là trên C thì nó mất chi phí một chút ở chỗ là chúng ta phải viết chính xác về cấu trúc phương pháp, còn về mặt sử dụng, về mặt thực hiện thì các câu lệnh để tương tự giống nhau. Thì để đánh giá được cái thuật toán tìm kiếm phức tạp này thì nhớ rằng là tìm kiếm tuần tự có độ phức tạp n, thì thuật toán ở đây có độ phức tạp là log cơ số 2 của n. Ta nhớ rằng là log cơ số 2 của n khi n mà càng lớn bao nhiêu ấy, thì nó càng nhỏ hơn so với n bao nhiêu. Ví dụ khi n bằng 1024 thì cái thời gian tìm kiếm của cái tuần tự sẽ là 1024, nhưng bài toán này thì cũng chỉ phân là tương đương với số lượng là 10, vì log cơ số 2 của 1024 là 10, hay đúng ra tức là 2 mũ 10 thì bằng 1024. Đấy, ta biết là nó giảm mức độ như thế. Nhưng mà nếu như chúng ta kiểm tra tới 1 triệu bản ghi thì log cơ số 2 của n sẽ tương đương bao nhiêu? 20. Nếu chúng ta có 1 tỷ bản ghi thì log cơ số 2 của 1 tỷ tương đương với 30. Đấy, như vậy là cái khái niệm ấy giảm rất nhanh so với tìm kiếm tuần tự mà chúng ta xét ở trên. Tuần tự là theo cái thời gian tìm kiếm là tỷ lệ với n, n là số phần tử, còn tìm kiếm nhị phân ấy tương đương với log cơ số 2 của n. Thì ví dụ về một cái mảng mà chúng ta gồm có 10 phần tử như ở trên, cái mảng này thì gồm có giá trị cho tiện thì chúng ta xét là các phần tử là nguyên, nó là 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100. Nhưng mà bắt đầu ấy, cái first thì bằng là giá trị 1, 1 giá trị 10, còn cái last giá trị là 10, 10 giá trị 100. Như vậy là cái first, cái last ấy của ta là khác nhau đúng không? Và giá trị điểm giữa là số 5. Số 5 là đưa với số gì ạ? Số 5 giá trị của nó là 50. Và khi đó ta kiểm tra xem là cái x gì của ta có bằng cái giá trị của phần tử số 5 hay không, kết quả là fail. Ta kiểm tra xem x gì này có nhỏ hơn cái phần tử số 5 hay không thì đúng, true. Và kiểm tra x gì có lớn hơn phần tử nhưng mà số 5 hay không là false. Và bước thứ hai thì chúng ta thấy rằng là cái first xin bằng 1 và cái last thì bằng 4. First và last nằm ở nửa bên trái của cái dãy mà có một phần tử. Và tương tự như vậy thì chúng ta thấy rằng là khi mà cái first thì bằng 5 và khi bằng cái last thì bằng 4 thì chúng ta sẽ tìm thấy cái phần tử. Bởi vì là cái last của ta bây giờ là gì ạ? Nó lại nhỏ hơn được cái first.
đó, tức là hai cái đấy nó giao lại với nhau. Và kết quả như vậy là sau 4 lần chúng ta lập thuật toán thì sẽ được phần tử thứ tư là có giá trị là x, x thì ở đây bằng 40. Và như vậy là lớp cos phi của 10 thì bằng 4. Đấy, chính vì vậy cho nên là cái phần tử tìm được chính là phần tử sau 4 lần thực hiện chúng ta sẽ tìm được phần tử x. Chúng ta có thể mô tả cái thuật toán này là tương ứng với các lập trình C, thì tương tự như vậy chúng ta sẽ có cái lời giải như trên bảng. Chúng ta mô tả cái first, mô tả cái last, đó là cái biểu nguyên. Chúng ta đã mô tả cái điểm chỉ middle, tức là cái first và cái last cộng lại chia đôi cái phần nguyên. Thế thì ở đây thì có một câu hỏi thì các em này, trong cái thuật toán tìm kiếm nhị phân ấy, thì khi nào điều kiện tốt nhất là khi nào ta tìm thấy phần tử mà cần phải tìm. Nó giống như là kiểu tuần tự đúng không? Nếu như mà chúng ta tìm kiếm thấy phần tử đó mà trùng với phần tử đầu tiên thì kiểu tuần tự dừng lại ngay. Còn nếu như phần tử ta tìm kiếm nằm cuối cùng thì ta có cái thời gian tốt nhất. Thì trong cái thuật toán tìm kiếm nhị phân này thì ta thấy rằng là khi nào thì bài toán nó thực hiện ít phức tạp nhất và dừng lại ngay. Thưa thầy, theo em thì khi trong cái thuật toán tìm kiếm nhị phân thì cái trường hợp tốt nhất là khi ta tìm thấy nó ở giữa cái tập tin nó. Ba người trả lời, tức là khi mà chúng ta thấy rằng là cái phần tử mà ta tìm ấy nó đúng là phần tử ở giữa của một dãy đã được sắp xếp thì thuật toán dừng lại ngay. Bởi các em nhìn lên trên màn hình này, thì nó bắt đầu như này. Nếu như mà cái phần tử ở giữa là 50 thì có phải là chúng ta sẽ kiểm tra thêm là cái x thì này mà bằng cái r middle dừng lại đi thì chú đấy. Đấy, vậy câu trả lời của em là đúng. Qua cái hình minh họa này tôi muốn diễn giải để các em hiểu thêm. Chúng ta sẽ cài đặt thuật toán này thông qua sử dụng cái hàm gọi là binary search. Đây là một thuật toán để quy. Để quy tức là gì? Tức là chúng ta sẽ gọi một cái thủ tục bằng chính thủ tục đó nhưng mà với cái tham số khác. Nhắc lại ở cái bài toán vừa rồi, ta chia đôi nó ra, ta được hai danh sách, một danh bên trái và danh bên phải. Như vậy chúng ta tiếp tục tìm kiếm nó ở bên trái hoặc ở bên phải. Thì đây chính là một giải thuật là cài đặt bởi cái giải thuật tìm kiếm nhị phân. Thế thì cái câu lệnh mà ta sử dụng để quy ở đây, tức là khi mà cái x mà lớn hơn cái r middle thì ta gọi cái thủ tục tìm kiếm nhị phân ở phía bên tay phải. Còn nếu như mà cái x nhỏ hơn cái r mid thì chúng ta sẽ gọi cái thủ tục tìm kiếm nhị phân ở cái phía bên tay trái, cái first và cái mr. Độ phức tạp của thuật toán tìm kiếm nhị phân như sẽ ở trên, tức là tương đương với log cơ số 2 của n. Chú ý rằng là cái thuật toán tìm kiếm nhị phân ấy thì tuy đơn giản như vậy, thế nhưng mà nó chỉ phù hợp trong trường hợp ấy nó là một cái mảng có thứ tự. Trong trường hợp tổng quát ấy, chúng ta có thể áp dụng thuật toán tìm kiếm tuần tự. Vậy cái cách là như này. Trước hết là chúng ta thấy rằng là để tìm kiếm nhanh được ấy thì ta hãy sắp xếp cái tập các phần tử đó theo một cái thứ tự tăng dần. Rồi sau đó là chúng ta mới áp dụng thuật toán tìm kiếm. Như vậy là để giải quyết bài toán tìm kiếm thông thường thì chúng ta nên chia làm hai bước. Bước một là các em hãy sắp xếp cái dãy đó theo thứ tự tăng, sau đó là chúng ta áp dụng cái thuật toán tìm kiếm nhị phân. Đặc biệt thứ hai là trong cái thuật toán để quy, tuy rằng là nó ngắn gọn, nó dễ nhìn nhưng mà nó sẽ tốn kém bộ nhớ. Cái gì mà chúng ta làm ít thì máy làm nhiều. Đơn giản. Cái gì mà chúng ta tưởng tượng là dễ, đệ quy một cái thì ta chỉ ra định đệ quy thôi. Nhưng mà cái cấu trúc cơ chế đệ quy nó làm nhạc cho máy tính là rất phức tạp.